Ba Lan nói Đức, Pháp điều hành EU như đầu sọ chính trị. Thủ tướng Ba Lan cáo buộc Pháp và Đức điều hành EU như đầu sọ chính trị, phớt lờ những tiếng nói cảnh báo từ Nga từ lâu. Nhiều lãnh đạo châu Âu đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin cám dỗ, và giờ họ đang bị sốc. Thủ tướng Ba Lan Matthias Morawiecki viết trong bài đăng trên nhật báo Le Monde của Pháp hôm 16 tháng 8. Sự trở lại của chủ nghĩa đế quốc Nga không có gì đáng ngạc nhiên với chúng tôi. Theo ông Morawiecki, EU đã không chú ý đến những cảnh báo từ lâu của Gorbachev về Nga cho thấy vấn đề lớn hơn trong khối. Trên lý thuyết, tất cả các quốc gia thành viên EU đều bình đẳng, nhưng thực tế chính trị cho thấy sức nặng của tiếng nói Pháp và Đức đang chiếm ưu thế. EU trên nguyên tắc là một thể chế dân chủ, nhưng thực tế là quyền lực trong khối do những đầu sỏ chính trị mạnh nhất nắm giữ, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Ba Lan là một trong những nước đi đầu trong việc lên án Moscow, kêu gọi Liên minh châu Âu EU áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể với Nga và cung cấp lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Châu Âu lâm vào tình cảnh hiện tại không phải vì không hội nhập đầy đủ, mà vì họ từ chối lắng nghe sự thật, tiếng nói vốn có thể được nghe thấy từ Ba Lan trong nhiều năm, ông cho hay. Thủ tướng Ba Lan trước đó đã chỉ trích các thành viên EU vì đồng ý nhập khẩu lượng lớn khí đốt của Nga và hiện đang vật lộn về tích trữ năng lượng cho mùa đông tới. Ông đặc biệt ám chỉ Đức vì phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng Nga. Họ thiển cận khi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với tình trạng phụ thuộc này. Và Putin đã lợi dụng điều đó như một chiêu trò tống tiền đối với phần còn lại của EU, ông Morawiecki nói với kênh Euronews hồi tháng 5. Ba Lan cũng đang bất đồng với EU về ngân sách phục hồi hậu Covid, vốn bị EU ngăn chặn lại do lo ngại cơ chế kỷ luật gây tranh cãi gần đây đối với các thẩm phán ở Ba Lan làm suy yếu tính độc lập tư pháp. Hồi tháng 5, Ba Lan cũng thông báo kết thúc đàm phán với Brussels về các khoản tiền bị chặn, cho biết họ dự kiến nhận được khoảng 35 tỷ euro, tương đương 35,7 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Trung Quốc trừng phạt loạt quan chức Đài Loan ủng hộ độc lập. Trung Quốc trừng phạt 7 quan chức Đài Loan mà họ cho là ủng hộ hòn đảo này độc lập với lý do bảo vệ sự phát triển quan hệ và lợi ích của người dân hai bên. Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua ngày 16 tháng 8 cho biết 7 quan chức Đài Loan được đưa vào danh sách phần tử ly khai ngoan cố ủng hộ Đài Loan độc lập và bị áp lệnh trừng phạt. Trong số này có Xiao Bi Kim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ và Wellington Ku, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan. 7 quan chức Đài Loan bị trừng phạt cùng gia đình bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cùng hai đặc khu hành chính là Hồng Kông và Macau. Tổ chức, công ty liên quan đến những người này không được phép hợp tác với các đối tác ở trong đại lục. Theo người phát ngôn văn phòng vấn đề Đài Loan thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, động thái trên nhằm bảo vệ sự phát triển hòa bình của quan hệ xuyên eo biển và lợi ích trước mắt của người dân hai bên. Chúng tôi cảnh báo những phần tử ly khai ngoan cố ủng hộ Đài Loan độc lập không đi vào con đường sai trái hơn nữa. Bất cứ ai cố tình thách thức sẽ đối mặt với sự trừng phạt mạnh mẽ. Người phát ngôn cho biết thêm, đừng xem thường quyết tâm, ý chí và năng lực của chúng tôi trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả phải sử dụng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng kể từ khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách một Trung Quốc, trở thành lãnh đạo hòn đảo năm 2016. Căng thẳng gần đây gia tăng sau loạt chuyến thăm hòn đảo của các nghị sĩ Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan hôm ngày 2 và 3 tháng 8, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan để đáp trả. Gần 2 tuần sau, một phái đoàn Mỹ dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ed Markey đã đến Đài Loan ngày 14 tháng 8 thăm hòn đảo trong 2 ngày. Ông Markey là Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Đông Á-Thái Bình Dương và Tiểu ban An ninh mạng quốc tế Thượng viện Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm, các nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy. Thêm rằng, các chuyến thăm vẫn phù hợp với chính sách một Trung Quốc lâu năm của Washington. Hàn Quốc muốn gần Nhật Bản giúp Triều Tiên tái thiết kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nhật Bản dựa trên tuyên bố chung năm 1998, đồng thời đề nghị giúp tái thiết nền kinh tế Triều Tiên để hướng tới phi hạt nhân hóa. Ông Yoon đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu nhân ngày giải phóng 15/8, đánh dấu 77 năm kể từ khi Hàn Quốc độc lập. Thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Nhật Bản năm 1910 đến năm 1945. Trước đây, chúng ta đã phải thoát khỏi sự kiểm soát chính trị mà đế quốc Nhật Bản áp đặt để có thể giành lại và bảo vệ tự do của mình, ông Yoon nói trong buổi lễ tại văn phòng Tổng thống. Ngày nay, Nhật Bản là đối tác của chúng ta, khi hai nước phải đối mặt với những mối đe dọa chung thách thức quyền tự do của công dân toàn cầu.
Ông Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5, với cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản vốn căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Moon Jae-in. Theo hãng tin Yonhap, giữa hai nước có vô số tranh chấp lịch sử. Sắp tới, Tòa án tối cao Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc có nên thanh lý tài sản của các doanh nghiệp Nhật Bản tại nước này để bồi thường cho người Hàn là lao động cưỡng bức thời chiến của Nhật hay không. Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nước phải đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế bằng cách hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, xã hội và văn hóa, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta phải cải thiện nhanh chóng và đúng đắn mối quan hệ Hàn-Nhật bằng cách nêu cao tinh thần của tuyên bố chung năm 1998 và đề xuất kế hoạch chi tiết về một tương lai toàn diện cho quan hệ hai nước. Ông Yoon nói thêm. Ông Yoon cũng trình bày chi tiết về kế hoạch táo bạo nhằm cải thiện nền kinh tế Triều Tiên, trong trường hợp nước này thực hiện các bước phi hạt nhân hóa. Đây là lời đề nghị mà ông Yoon đưa ra lần đầu trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 5. Theo ông Yoon, việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều cần thiết cho hòa bình bền vững trên bán đảo, ở Đông Bắc Á và trên toàn thế giới. Sáng kiến táo bạo mà tôi hình dung sẽ cải thiện đáng kể nền kinh tế của Triều Tiên và đời sống của người dân trong từng giai đoạn, nếu Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân và bắt tay vào quá trình phi hạt nhân hóa thực chất, ông Yoon nói. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ thực hiện chương trình lương thực quy mô lớn, cung cấp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng phát điện, truyền tải và phân phối điện, thực hiện các dự án hiện đại hóa cảng và sân bay cho thương mại quốc tế. Ông Yoon cũng đề nghị giúp nâng cao năng suất nông nghiệp của Triều Tiên, hiện đại hóa bệnh viện và cơ sở hạ tầng y tế, đồng thời thực hiện các sáng kiến hỗ trợ tài chính và đầu tư quốc tế. Mỹ diễn tập phòng thủ tên lửa với Nhật, Hàn. Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và phòng vệ Nhật Bản tổ chức diễn tập phòng thủ tên lửa trên Thái Bình Dương nhằm ứng phó thách thức từ Triều Tiên. Hải quân Mỹ, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc ngày 14 tháng 8 tham gia huấn luyện cảnh báo, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ diễn tập đa quốc gia Pacific Dragon ngoài khơi bờ biển thao trường tên lửa Thái Bình Dương ở Hawaii. Lầu Năm Góc thông báo ngày 15 tháng 8. Lầu Năm Góc cho biết, cuộc diễn tập nhằm thể hiện cam kết của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong hợp tác ba bên nhằm ứng phó với thách thức từ Triều Tiên, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Diễn tập Pacific Dragon được tổ chức 2 năm một lần nhằm cải thiện khả năng phối hợp kỹ thuật, chiến thuật cũng như năng lực tương tác liên quan phòng thủ tên lửa và phòng không trong khu vực. 7 chiến hạm từ 5 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada tham gia diễn tập Pacific Dragon năm nay. Cuộc diễn tập được tổ chức sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường phối hợp an ninh trong cuộc họp bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 11 tháng 8. Tại cuộc hội đàm, ba hội trưởng đồng ý tổ chức diễn tập cảnh báo, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây được cho là phối hợp chặt chẽ với nhau khi lo ngại Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng bằng cách tổ chức lần thử hạt nhân thứ 7 hoặc thực hiện những hành vi khiêu khích khác.